ngày 27 tháng 4, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức phiên họp trực tuyến triển khai các phương hướng hoạt động trọng tâm trong quý 2 năm 2023. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì buổi họp. Buổi họp nghe báo cáo tóm tắt về công tác Phật sự trọng tâm thời gian vừa qua và kế hoạch đại lễ Phật đảng An cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Theo đó, đại lễ Phật Đảng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 âm lịch tại Chùa Tỉnh Hội, Văn phòng Ban Trị Sự Tỉnh. Về khóa an cư kiết hạ, Chư Tung Đức thống nhất thời gian vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 âm lịch sẽ tổ chức lễ khai pháp khóa an cư tại Chùa Tỉnh Hội. 14 giờ khai chung bản tại hai trường hạ Chư Tăng Chùa Tỉnh Hội, Chư Ni Chùa Quang Minh ngày 11 tháng 7 âm lịch tại Pháp An Cư. Ngoài ra, Thượng tọa trưởng ban cũng chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng tăng xá tại Chùa Tỉnh Hội để kịp hoàn thiện và đưa vào sử dụng mùa an cư.